Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Talk Show Người Trong Môn Nghề. Và tôi là Xuân Trường. Bình thường thì các bạn nhìn thấy tôi ở bên cái vị trí bên này, nhưng mà hôm nay thì tôi đổi vai một tí và tôi sang cái vị trí bên này. Hy vọng là các bạn không bị quá bất ngờ. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái chủ đề đối với tôi thì nó rất là hay ho. Đấy là cái chủ đề theo đuổi ngành toán. Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay chính là anh Hoàng Hồng Quân. Thì bình thường thì tôi với anh Quân thì hay xưng với nhau là mày tao. Nhưng mà hôm nay vì cái tính chất trang trọng của chương trình cũng như là vì cái độ tuổi của khán giả, tôi sẽ xưng là tôi và tôi gọi anh Quân là anh. Thì anh Quân có đồng ý không ạ? Chắc chắn là đồng ý rồi. Mặc dù tôi là cũng quen biết nhau cũng phải 20 năm có hơn rồi, thì cũng quen mày tao rồi. Nhưng hôm nay là chương trình có trẻ nhỏ và người già nên là phải chúng ta phải anh với tôi. Tôi thì trước tiên thì tôi sẽ xin giới thiệu một chút về anh Hoàng Hồng Quân. Thì anh Hoàng Hồng Quân hiện là đang là chuyên gia phân tích dữ liệu tại công ty CIC Data Mining và Analyst. Thì trước đây thì anh Quân hoàn thành cái bậc tiến sĩ tại về ngành toán thống kê tại trường Đại học Texas Tech ở Hoa Kỳ. Thì ngoài cái đam mê về toán thì anh Quân cũng từng làm caster cho bộ môn Dota 2 và được anh em ở trong cộng đồng thân mến gọi là giáo sư. Và giờ thì anh Quân đang miệt mài cày cái rank CSGO đúng không anh Quân? Cho tôi mạn phép hỏi là hiện tại là rank của anh đang ở mức nào rồi nhỉ? Tôi thì ít nhất là được cái rank Nova 1 sau bao năm là không bắn. Ok. Tôi nghĩ là với đầu óc của anh thì cái rank này nó hơi thấp. Đấy. Nhưng mà nhân tiện thì cũng rồi. Lại một lần nữa chào mừng anh Quân đến với chương trình. Thì anh Quân có thể giới thiệu qua về bản thân không? Ngoài những cái thông tin mà tôi vừa nói. Thực ra thì cũng thông tin anh Trường nói thì cũng khá đầy đủ rồi. Về tên tuổi thì mọi người cũng biết rồi, thì tôi chỉ bổ sung thêm là hiện tại thì công ty tôi thì cũng mới đổi tên, thì bây giờ tên chính thức là DataNest và tôi đang làm vị trí là Senior Data Analyst, thì chuyên về phân tích với xây dựng các mô hình ở trong gọi là fintech. Thì nói qua công việc là vậy. Ok. Thì trước khi chính thức bắt đầu đi vào những cái câu hỏi mà nó chuyên sâu hơn đấy, thì tôi muốn hỏi nhanh anh Quân hai câu. Hai câu này thì có thể không liên quan lắm. Mục đích thì không phải là để icebreaking mà chỉ là để tôi hỏi đều đây. Thế thì anh Quân sẵn sàng nhỉ? Rồi. Câu hỏi đầu tiên đó là nhà toán học nào ảnh hưởng đến anh nhiều nhất và tại sao? Thực ra thì mỗi nhà toán học với tôi thì có một câu chuyện riêng. Mỗi thì thực sự là họ không phải có ai có ảnh hưởng nhất. Ví dụ bạn xem cái phim về Ramanujan chẳng hạn, thì bạn biết là đấy là một ông thần đồng toán học Ấn Độ, là cũng sinh ra ở một nơi rất là nghèo khó, kể cả tuổi thơ học toán của ông ấy chỉ có một cuốn sách, mà cuối cùng ông ấy làm ra những cái thứ mà đến bây giờ là giới toán học vẫn chưa hiểu được là vì sao làm được. Hoặc là như ông Galois chẳng hạn, chết rất trẻ nhưng mà những công trình của ông ấy để lại thì bây giờ mọi người vẫn phải phục, vẫn đang nghiên cứu thêm. Còn với cái ngành thống kê của tôi thì người có ảnh hưởng nhất thì thực ra là Ronald Fisher. Thì ông không phải là nhà toán học, ông là nhà sinh học cơ. Nhưng mà nếu mà bạn đọc về tiểu sử của ông thì người ta đã nói khoảng 70-75% những cái thống kê hiện đại chúng ta đang dùng bây giờ là một tay Ronald Fisher làm hết. Đúng rồi. Thì đấy là cũng không phải là toán học hẳn, nhưng mà đấy là trong ngành của tôi là toán thống kê, là đấy là người có ảnh hưởng lớn nhất. Thì tôi cũng theo một phần theo ngành thống kê là tôi cũng biết được cái câu chuyện về Ronald Fisher là một trong những người đưa ra những cái gọi là những cái methodology căn bản nhất cho những cái phương pháp về thống kê. Thống kê hiện đại. Đấy. Thì câu thứ hai này, nếu phải chọn một con linh vật cho mình thì anh sẽ chọn con nào? Tôi chọn con gấu. Nhìn anh cũng khá là gấu. Tại sao lại thế nhỉ? Tại sao lại một thì tôi thấy con gấu thì nó vừa kêu nhưng nó lại vừa khỏe. Thứ hai là tôi thiếu gì thì tôi chọn cái đấy. Ok rồi rồi. Và xin cảm ơn Quân. Thì tiếp theo là chúng ta sẽ bắt đầu đi vào những cái câu hỏi nó mang tính nó chuyên sâu hơn với cái ngành toán. Thì đầu tiên là anh Quân có thể chia sẻ với khán giả sơ sơ về cái cơ duyên mà đến với môn toán của anh hay không? Nói về cơ duyên thì chắc là phải nói từ lúc mình còn kiểu đi học phổ thông nhỉ. Thì thực ra thì cơ duyên thì cũng không hẳn là cơ duyên, mà có một chút năng khiếu. Là tôi cũng chỉ được may mắn là trời phô phú một ít năng khiếu về các con số, về toán. Thì cấp 1 thì tôi học ở cái trường cũng bình thường, trường Cầu Diễn là một cái trường cũng rất là bình thường. Nhưng mà
đến khoảng lớp 4, lớp 5 là tôi được thi đội tuyển ở trên quận, trên huyện. Thì các thầy cô ở đấy thì nhận ra khả năng toán của mình. Thì tuy là môn văn thì tôi khá là tệ, toàn điểm dưới trung bình, nhưng mà các thầy cô lại thấy là điểm toán của cậu này rất là tốt. Sau đấy thì tôi may mắn được tuyển vào lớp, hồi đấy là trường chuyên Lưu Cửu Đôn, là lớp chuyên toán với anh Trường đây. Thì được nhiều thầy cô dìu dắt và đấy, mình cũng được trời phú cho chút năng khiếu, và từ đấy là mình cũng phát triển được nhiều thứ hơn, được học nhiều thứ hơn. Và sau đấy là tôi theo nghiệp toán đến bây giờ là thi đỗ vào trường chuyên toán tổng hợp, cũng thi quốc gia, sau đấy là sang Mỹ cũng học được thêm về nhiều về ngành toán và chọn được ngành toán ứng dụng là thống kê, là cảm thấy khá là phù hợp với mình. Nó cũng không quá khô khan mà nó cũng gọi là không quá gọi là dễ dàng, hay là chỉ gọi là tại mình cũng thích kiểu đi giải toán rồi, thích cái gì nó cũng phải thú vị một tí, và cái ngành thống kê nó ở giữa cái tầm đấy. Đây thì đấy là cái cơ duyên học toán của tôi từ lúc học phổ thông đến bây giờ. Cá nhân tôi cũng thấy cái ngành, nói chung là cá nhân tôi cũng thấy cái ngành thống kê nó là ngành rất là hay ấy. Bởi vì là nếu như mà trong toán mà đi rất là thuần túy về lý thuyết toán chẳng hạn thì cực kỳ khó. Đấy, tức là ví dụ như là nếu như mà kể cả trong thống kê mà chúng ta đi rất là thuần túy về mảng gọi là probability chẳng hạn ấy, thì nó cực kỳ khó. Đấy, nhưng mà khi mà nó kết hợp với cả những cái về thống kê thì có rất nhiều bài toán trong thực tế mà chúng ta có thể giải được. Đấy, thì đấy cũng là một trong những cái mà tôi rất là chia sẻ với anh Quân. thì về cái quá trình mà học tiến sĩ của anh Quân ở bên Mỹ ấy, thì tức là tôi nhớ không nhầm thì là ban đầu anh Quân chọn học cái ngành liên quan đến vật lý cơ, chứ không phải là toán học đúng không? À không, đấy là thời đại học. À đại học đúng không? Còn tiến sĩ thì tôi là chuyển qua ngành toán rồi. Thế tại sao lại có cái chuyển dịch là từ vật lý sang toán học rồi? Thực ra thì đến lớp 12 thì tôi cũng bắt đầu học nhiều về vật lý, cũng cảm thấy nó thú vị. Nhưng mà sau đấy thì tôi thấy mình hợp với kiểu bên tôi biết được cái ngành toán thống kê và tôi cảm thấy nó hấp dẫn hơn, và mình quyết định là đi theo cái ngành đấy. Thì thấy nó có thể nói rõ hơn về cái hấp dẫn hơn ở đây là gì không? Tại vì đến học vật lý tầm đến học vật lý gọi là cao cấp đến vật lý hiện đại thì mình cảm thấy cái tư duy của mình cũng không được phù hợp với cái ngành này lắm. Thực sự thì tôi cũng không chê gì ngành vật lý đấy cả, vì nó cũng là một ngành rất là hay. Thì tôi cũng hay đọc, thích đọc những cái lúc mà không đọc về toán tôi vẫn đọc về kiểu vật lý liên quan đến thiên văn trụ. Đấy là cũng là một cái sở thích của tôi, nhưng mà để nghiên cứu sâu vào những cái đấy thì mình nói thật mình cũng thấy mình không đủ sức lắm, và cảm thấy cái logic của họ cũng không phù hợp với cái con người mình. Nên sau đấy thì tôi đến khoảng năm 2 ở đại học thì tôi thử học mấy cái khóa về thống kê, thì cảm thấy nó phải nó phù hợp với mình hơn và nó hấp dẫn hơn. Vì vậy tôi chuyển hẳn qua ngành thống kê, toán thống kê và toán ứng dụng. À, thế nên mà về cái quá trình mà học học tiến sĩ của anh ở trong trường đại học là cụ thể là bên Texas Tech đúng không? Thì anh cái quá trình mà anh apply vào trong cái việc học tiến sĩ nó như thế nào? Và trong cái quá trình đấy thì anh thấy cái việc gì nó là vui nhất và việc gì nó là buồn nhất? Vui nhất và buồn nhất. Thực ra thì thế này, học tiến sĩ thì tất nhiên vui, thì bạn lúc đấy bạn cũng tự hào về bản thân chứ. Thì học tiến sĩ nó rất là selective, nó rất là khó. Bạn đang nghiên cứu một cái vấn đề mà ít người nghiên cứu, ít người biết. Đấy là một thứ bạn nên tự hào về bản thân. Nhưng đấy cũng là một cái thứ mà vừa vui nhưng mà vừa buồn. Buồn vì cũng không nhiều người sẽ nói chuyện được với bạn, không nhiều người bạn hiểu bạn đâu, và bạn đang nói thật là khá là cô độc trên cái con đường đấy. Chỉ có thầy hướng dẫn và một số bạn bè có thể hiểu được thôi. Thì đấy cũng là vừa vui vừa buồn. Bạn đang làm những cái thứ mà ít người làm được, và nhưng bạn cũng phải đánh đổi là bạn đang cô đơn trên cái con đường đấy. Anh Quân là khi mà anh nhận được bằng tiến sĩ là năm anh bao nhiêu tuổi anh nhỉ? Lúc đấy thì tôi gần 29 tuổi. Lúc đấy là anh nhận được cái bằng tiến sĩ về ngành toán thống kê ứng dụng đó. Cái đề tài của anh là gì? Nếu mà tôi tò mò một chút. Đề tài thì thực ra tôi nghiên cứu về một cái hàm thống kê, nó cũng giống như cái hàm gọi là joint probability, nhưng mà nó sẽ view theo một kiểu khác, nó gọi là copula. Thì cái luận văn tiến sĩ của tôi là nghiên cứu về vấn đề đấy. Rồi. Cái này thì có thể là một số các bạn khán giả mà không đi theo cái ngành thì sẽ hơi khó hiểu một tí. Nhưng mà ví dụ như cái joint probability có nghĩa là cái gọi là cái xác suất kết hợp giữa hai cái hàm kết hợp giữa hai cái hàm. Thì nếu như bạn nào đang học đại học chẳng hạn, những cái ngành liên quan đến kinh tế chẳng hạn là sẽ biết cái này. Có thể là sẽ biết cái này, có thể là sẽ được học cái này. Thì anh Quân đã có cái trải nghiệm về cái môi trường học tập
tức là ở cả Việt Nam với cả ở Mỹ. Thì ở bậc đại học là anh học ở Việt Nam này, như là có học đại học một thời gian trước khi tôi chỉ học khoảng một kỳ trong một kỳ đấy. Nhưng mà anh có tiếp xúc với cả cái môi trường đại học ở Việt Nam nhiều không? Tôi học một kỳ rất là nghiêm túc và thậm chí tôi còn được là sinh viên tiêu biểu của kỳ đấy cơ. Nên là yên tâm là tôi không trốn học, không bỏ học, thậm chí là đi thi cử đăng hoa, không trốn tiết chuyên cần gì đâu. Theo anh thì đặt cái điểm khác biệt lớn nhất giữa cái môi trường học tập ở trong cái bậc đại học ở Mỹ và ở Việt Nam là như thế nào? Dù là tôi nghĩ rằng là cái trải nghiệm của anh ở Việt Nam nó không quá dài nhưng mà đủ để anh có thể nhận ra được cái khác biệt. Không có đấy, vì cái trải nghiệm tôi không quá dài nên là nói cái gì là khác biệt nhất ấy, thì tôi cũng không nói chắc được. Nhưng mà ví dụ trong ngành toán của tôi ấy, thì tôi cũng tiếp xúc với một số sinh viên hay là bạn bè thời đấy cũng đang là sinh viên ngành toán ở Việt Nam và cả ở Mỹ, thì nhận thấy có một điều khác biệt mà rõ ràng với tôi thôi. Thì tất nhiên là không nói về những cái thứ kiểu cơ sở vật chất hạ tầng hay là về giáo dục trước đấy nhiều, nhưng mà tôi thấy sinh viên ở Mỹ họ có gì đấy, họ tự do, họ phóng khoáng hơn. Họ như kiểu chúng nói thực là chúng ta đến với toán học nhiều khi là có hơi một chút ngượng ép, đến vì những cuộc thi hay là đến hay là phải làm giải những bài toán khó. Thì tôi sang Mỹ thì thấy sinh viên kể cả những cái ngành toán họ phóng khoáng hơn, họ đến chỉ vì họ thích toán, không phải là vì họ thi thố giải gì. Họ không phải là vì họ học trường chuyên lớp chọn, cũng có nhiều người học trường chuyên lớp chọn Mỹ không phủ nhận, nhưng mà họ đến ngành toán vì họ cảm thấy họ học được, họ cảm thấy thích thú. Ví dụ tôi quen một cậu ở Mỹ, tôi cũng hồi học đại học thì tôi có trong câu lạc bộ toán học, tôi có quen một cậu tên là Kevin. Thì cậu ấy cũng xuất thân cũng học gọi là trường tốt ở Mỹ, cũng giỏi toán, nhưng mà cậu ấy không đến với toán bởi vì thi thố, gọi là thi IMO, thi quốc gia quốc tế hay là thi của bang gì cả. Thì tôi nhận thấy lúc đầu ấy, thì bọn tôi có cái cuộc thi toán sinh viên Putnam thì khá nổi tiếng ở Mỹ. Thì năm 1, năm 2 thì bọn tôi đến là đấy, những người có background tốt về toán, thậm chí có những cậu về IMO ở Việt Nam học cùng ở đấy. Thì lúc đầu bọn tôi thi thì bọn tôi gọi là vượt được điểm cậu ấy, cậu Kevin đấy. Tại vì tất nhiên thì cậu Kevin ấy không có nhiều kinh nghiệm trong cái việc giải những bài toán khó, nhưng mà đến khoảng năm thi đấy, đúng rồi, gà chọi. Nhưng mà đến năm 3, năm 4 thì cậu ấy vượt lên hẳn bọn tôi, và kể cả những cái người mà đạt IMO cũng bị vượt. Tại vì tôi cảm giác là đến lúc đấy là cái tư duy toán của họ, họ tự do, họ khoáng đạt hơn, họ bắt đầu họ đến với toán vì họ thấy họ có khả năng và họ yêu thích nó hơn là vì những bài toán khó, về những gọi là cuộc thi. Thì tôi được biết là sau này cậu Kevin cậu ấy sang Cambridge học thạc sĩ và vừa bảo vệ tiến sĩ ở MIT. Đó là cái ví dụ mà tôi cho mọi người thấy là đấy, đến họ có vẻ là họ tự do, họ khoáng đạt hơn, họ đến với toán thuần túy, nó thuần túy là trải nghiệm về đấy, họ thấy họ trải nghiệm, họ thích thì họ mới theo. Đấy là cái khác biệt cơ bản. Thì đấy cũng là một cái điều mà tôi rất là chia sẻ với anh Quân ấy, bởi vì là ví dụ như là chúng ta thì đều biết là cái môi trường, ví dụ như là tôi với anh thì đều học ở trong trường chuyên lớp chọn đấy, cũng là đều là những người đã đi thi, nên chúng ta hiểu được là cái việc mà học ở trong áp lực ấy, tức là nó vừa có một cái tốt nhưng đấy, nó là cái kỹ năng của chúng ta thì rất là tốt đấy, nhưng mà nó lại có một cái phải nói một cách nghiêm túc là nó hơi tệ đấy, nó đôi khi là khiến chúng ta không nhìn được những cái mảng khác ở trong toán. Đúng. Tức là ví dụ như bản thân tôi cũng thế thôi, tức là khi mà đi học chẳng hạn ấy, thì những cái môn mà tôi ưa thích chẳng hạn ấy, thì ví dụ như là ở trong cái thời phổ thông của chúng ta thì lại không phải là những cái nơi được chú trọng, đúng không? Thì như vậy thì kiểu đôi khi là mình sẽ phải buộc phải đi theo những cái lộ trình nhất định để mình có thể gọi là đạt được những cái kết quả mà nhà trường hay là gia đình mong muốn, chứ đôi khi là chúng ta không có được lựa chọn cái con đường học toán của chúng ta đấy. Thì nếu như mà nói về cái việc học toán ở chúng ta thì tôi và anh đều là người học chuyên. Đấy, thì tôi muốn ở đây thì có thể là góc nhìn, tôi muốn anh đặt ra ngoài góc nhìn nhìn khách quan một tí, thì anh nghĩ như thế nào về cái hệ thống trường chuyên lớp chọn ở Việt Nam? Bây giờ thì thực ra tôi thấy hệ thống trường chuyên lớp chọn cũng đã thay đổi khá nhiều để hợp với thời đại, hợp với xu thế hơn. Trước thì mọi người cứ lo ngại là trường chuyên lớp chọn là nơi luyện gà chọi, đào tạo ra một lứa học sinh chỉ biết học, chả biết làm gì. Bây giờ thì tôi thấy cũng khác nhiều rồi. Học sinh trường chuyên bây giờ theo đúng nghĩa là đã học giỏi rồi thì
làm những thứ khác nó cũng phải giỏi. Tôi thấy ngay cả trường tổng hợp của tôi thì cũng có rất nhiều hoạt động ngoại khóa, sinh hay là trường AM thì từ trước đến giờ họ cũng đã tốt, hoặc là ngay cả trường sư phạm anh cũng vậy, thì cái học sinh bây giờ họ năng động hơn, bắt phải tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, có nhiều thứ liên, có nhiều thứ để làm hơn là việc học. Đấy, họ muốn phát triển được một thế hệ học sinh là đấy, không những học giỏi mà làm cái gì cũng năng động, làm cái gì cũng giỏi. Mà tôi thấy nó bắt đầu là cái đấy là một xu hướng hợp lý. Đấy, hơn là chúng ta hồi xưa thì chỉ biết học là nhiều thôi. Nhưng mà chúng ta còn trốn học mà. Chúng ta còn trốn học mà. Thì học nhiều quá cũng phải trốn tí. Đúng rồi, học nhiều quá phải trốn tí, cái đấy không có gì sai cả đấy. Okay. Cái vấn đề là kết quả chúng ta vẫn tốt. Thì ngoài cái vấn đề về trường chuyên lớp chọn ấy, thì thực ra là có một cái xu hướng mà cá nhân tôi hiện tại tôi đang quan sát ở trong cái việc giáo dục của Việt Nam bây giờ ấy, và đặc biệt là ở rất nhiều những cái bậc phụ huynh, cũng rất nhiều những cái em học sinh ấy, đó là một cái xu hướng nó mang tính đó là bài toán, bài trừ toán. Tức là coi rằng ấy, đây là một cái môn rất là vô dụng. Tức là lâu lâu tôi thấy có một cái anh Shark nào đó lên trên tôi chả biết là có phải là Shark thật không, lên trên mạng xã hội và chia sẻ một cái bài toán ở trên cái trang của anh ấy. Một cái bài toán hình thực ra nó không phức tạp đến thế, nhưng mà anh ấy cố tình làm nó phức tạp lên đấy. Và tìm cách đó là nghĩ rằng ấy, là không hiểu là những cái bài này để làm cái gì. Thậm chí nó có một câu nó là nó hiện tại đang tương truyền ấy, trong những cái giới bài toán ấy, đó là lại một ngày thức dậy mà không phải đụng đến đạo hàm ấy. Thì ở đây để cho khách quan ấy, thì tôi nghĩ là anh nghĩ sao về câu này, mặc dù câu tôi muốn hỏi là anh nghĩ câu này sai như thế nào. Thực ra thì nói là sai thì nó cũng không sai, tôi hoàn toàn thông cảm. Nếu như những người nói câu này là những người làm việc không liên quan đến toán, đúng rồi, thì họ cũng không cần toán khó đến mức đấy, tôi hoàn toàn thông cảm. Và như kiểu tôi làm về lĩnh vực này thì tôi cũng cần biết những cái kiến thức liên quan đến lịch sử hay địa lý nó sâu sắc lắm đâu, đúng không? Thì nếu mà họ không làm những ngành liên quan đến toán, không làm những ngành liên quan đến kỹ thuật, thì với câu này thì tôi thấy họ cũng không có gì quá xa cả. Đấy là nhu cầu của họ đến thế thôi. Còn nếu mà bạn mà làm theo ngành kỹ thuật, làm theo những ngành liên quan đến toán, liên quan đến những thứ technical mà bạn nói câu này thì tôi thực sự là e ngại. Ví dụ như bạn mà làm sinh viên về giao thông mà làm cầu đường chẳng hạn, mà bạn không biết đấy mấy cái tích phân đạo hàm, những cái công thức định lý để tính ra chịu lực hay là tính ra đấy cầu nên phải làm thế nào cho tốt, thì tôi sẽ không đi cái cầu bạn xây đâu, đúng không? Hoặc là bạn như tôi chẳng hạn, tôi xây dựng mô hình mà tôi chả biết gì về toán, chả biết đạo hàm tích phân gì, không hiểu được những thứ sâu xa về mô hình thì tôi cũng không dám dùng mô hình của mình đâu. Đấy, thì định nếu thì đấy, tôi đã nói rồi, nếu mà những người ta cũng không dùng toán nhiều thì họ nói câu này rất bình thường. Còn bây giờ chúng ta nói về những người là phải dùng toán nhiều mà lại đi nói câu này thì nó có gì sai trái không, thì cũng có nhiều thứ sai trái rồi, thì tôi đã bảo rồi. Còn thứ hai là các bậc phụ huynh bây giờ hỏi là làm những bài toán khó để làm gì, thì tôi không phủ nhận là có nhiều bài toán hoặc là có nhiều thứ mà các thầy cô đang dạy không tốt cho lắm. Họ bắt học sinh làm lại 100 bài toán gọi là tương tự nhau. Ừ thì nó khó, nhưng mà làm khoảng vài lần là hiểu tư tưởng rồi. Làm 100 lần thì bạn cũng không thể giỏi hơn được. Thì tôi gọi đấy là những bài toán vô bổ. Thì đúng là nếu mà những phụ huynh nói về những cái bài toán kiểu đấy thì họ hoàn toàn đúng. Nhưng mà cái việc mà bạn giải bài toán khó ấy, các phụ huynh sẽ hỏi giải toán khó làm gì, thì tôi sẽ lấy một cái so sánh này. Ví dụ bạn chơi bóng đá đi, thì bạn thấy cầu thủ toàn sẽ phải tập chống đẩy, tập cử tạ chẳng hạn. Tất nhiên đấy là hai trong số rất nhiều bài tập của họ. Nhưng mà tôi hỏi là cái ra sân đá thật thì họ có chống đẩy, họ có cử tạ không? Tất nhiên là không, đúng không? Đúng rồi. Thì họ phải tập những cái đấy để làm gì, để họ tăng sức lực, họ tăng thể hình thể lực thì họ mới đá được. Thì giải bài toán khó ở đây nó cũng như vậy. Những cái bài toán khó thì rồi nó cũng phai mờ trong ký ức của chúng ta thôi. Nhưng người ta cũng chả cần nhớ là cách giải những bài đấy như nào. Nhưng mà cái mà theo với chúng ta ấy, ở trong cái cuộc sống sau này ấy, chính là những cái lúc mà chúng ta trăn trở với những bài toán đấy, chúng ta tìm cách gọi là tìm mọi cách tìm ra hướng đi, tìm ra cách giải, thử cái này, thử cái kia, ngồi đọc bài toán, ngồi nghiên cứu dữ kiện. Đấy, thì về sau trong công việc sau này chúng ta cũng vậy thôi, chúng ta sẽ gặp những cái vấn đề mà không có một cái lời giải dễ dàng, không có lời giải tường minh, thì buộc chúng ta phải suy nghĩ, buộc chúng ta phải nghĩ ra một cách gì đấy sáng tạo hơn, hoặc là
tìm hiểu hoặc là đọc kỹ những cái gì mà chúng ta có để đưa ra phương án tốt nhất. Thì cái lợi ích của cái việc làm những bài toán khó là nó như vậy, chứ không phải lợi ích là bạn nhớ các phương pháp giải, bạn nhớ gọi là bài này giải như thế nào đâu, mà chính là lúc mà chúng ta tập trung suy nghĩ đấy, tập trung gọi là tìm ra hướng đi, đấy là thứ mà về sau là mình sẽ giữ làm rất nhiều ở trong công việc thôi. Ừ. Nhất là những ngành kỹ thuật. Đúng rồi. Đấy thì thực ra là tôi cũng rất là hiểu những cái chia sẻ của anh Quân. Đấy, bởi vì là tôi nghĩ rằng là cái việc bài trừ toán ấy nó là một cái xu hướng mà không nên. Đấy. Bản thân tôi thì tôi nghĩ là không nên. Lý do bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta vẫn cần nhân lực ở trong những cái ngành liên quan đến vấn đề về khoa học kỹ thuật. Chứ còn ai cũng bỏ đi làm kinh tế thì bây giờ cũng, cầu đường cũng... ai xây máy tính ai lắp không thì nó cũng là cũng phải cân bằng mọi thứ thì cũng không nên bài trừ cái gì. Đúng. Trước thì cũng có xu hướng thì bài trừ lịch sử tôi cũng không ủng hộ. Đấy thì những cái môn học mà chúng ta sinh ra thì nó đều có một cái mục đích gì đấy. Nếu mà tôi không nói những cái mục đích kiểu nó xa xôi hơn, nhưng mà ví dụ mục đích để đào tạo một con người, đào tạo một đứa trẻ thì nó đều phải có mục đích rồi. Và các nhà giáo dục người ta hiểu rõ hơn chúng ta, người ta biết là người ta sinh ra cái môn này là có và cần thiết, là cần để học, cần để biết, chứ không phải sinh ra môn này để làm khó chúng ta hẳn đâu. Chính ra là chúng ta đang tự làm khó chúng ta nếu mình đã suy nghĩ như vậy. Đúng rồi. Thế thì theo anh thì cái cách tiếp cận đúng đắn ấy, cho một cái đúng đắn với môn toán nó nên là như thế này. Cái này thì thực kể ra cả một nếu... người, đây là từ góc nhìn của một người trong ngành. Đúng rồi. Thì tôi nói là tôi thì không phải là một ngành người sư phạm về toán, mặc dù tôi cũng có 4 đến 5 năm giảng dạy toán ở trên đại học của Mỹ rồi, là đứng lớp hẳn hoi, không phải chấm điểm trợ giảng đơn thuần đâu. Thực ra cái ngành sư phạm toán cũng là một ngành rất là khó. Mà tôi tiếp xúc được với những giáo sư chuyên về sư phạm đấy, thì họ cũng cho thấy đấy là một cái ngành khó, chứ không phải là một cái sự gọi là mọi người nghĩ là cứ giỏi toán là dạy toán được là nhầm. Thì hóa ra họ cũng phải có phương pháp, họ cũng phải có nghiên cứu cả. Thì tôi sẽ đứng theo góc độ cá nhân thôi. Thì tất nhiên với những nhà sư phạm thì họ sẽ có nhiều cái phương pháp nữa, hay là nhiều cái gọi là góc nhìn chuyên sâu hẳn. Nhưng tôi vẫn nghĩ là cách tiếp cận đúng đắn nhất là phải tự nhiên. Mọi thứ là phải toán nó sinh ra, nó cũng có cái logic của nó, nó cũng có cái nhu cầu của nó. Chúng ta phải đi từ những cái thứ tự nhiên nhất, nhu cầu vì sao lại cần cái này, vì sao lại cần cái kia thì sẽ học dễ dàng hơn. Ví dụ như tôi dạy toán cho cái đứa cháu út nhà tôi chẳng hạn. Thì ví dụ tôi dạy nó phép cộng, phép trừ thì nó dễ rồi, nhưng đến dạy phép nhân thì tôi dạy nó là cháu ví dụ 2 x 2 chẳng hạn, thì cháu cứ lấy số 2 cộng 2 lần, 2 x 3 lấy số 2 cộng 3 lần. Đấy thì dần dần cái cú cậu nó mới hiểu là thế thì nó mới hiểu là thì phép nhân là bây giờ cộng, bây giờ người ta muốn cộng, như nếu mà viết cộng nhiều lần quá thì nó quá dài. Bây giờ người ta mới nghĩ ra phép nhân để làm ngắn hơn. Thế là sau đó thì tôi mới hỏi nó 2 x 8 bằng mấy. Thì cú cậu cộng một lúc xong rồi cú cậu lại nghĩ một lúc nữa, lại bảo là làm 8 x 2 dễ hơn, tại vì chỉ cộng có 2 lần. Đấy, thì đấy với tôi đấy là một cái tư duy toán rất là tự nhiên. Đấy, thì nó mới hiểu ra là bây giờ cháu cộng nhiều lần quá, cháu thì thấy dài quá, thì bây giờ cháu sẽ dùng phép nhân để cháu biểu diễn thì ngắn hơn. Và sau đấy nó nhận ra là bây giờ nếu mà 2 x 8 thì nếu mà viết lại thành 8 x 2 thì nó đơn giản hơn. Thì đấy là cái logic mà tôi thích ở cái việc dạy toán, để cho trẻ em nó bắt đầu hiểu ra là hóa ra là thứ này nó cần để làm gì, và thứ hai là cái này nó sẽ tốt hơn cái kia. Luôn có những cái cách ngắn hơn để tiếp cận một cái vấn đề cách luôn đẹp có hơn. Sách tật, luôn có một cái sự sáng tạo gì đấy, hoặc là một cái sự ngộ, gọi là ngộ tính gì đấy. Đấy thì tôi thích cái cách tiếp cận toán kiểu vậy. Mặc dù biết là khó, viết ra một cuốn sách giáo khoa để dạy như vậy thì đòi hỏi cả người thầy nữa cơ. Cái đấy thì không bàn sâu được. Ý tôi nói là cái cách tiếp cận toán với tôi là tốt nhất là tự nhiên. Đôi khi là tự nhiên thì chúng ta mới tìm ra những lời giải đẹp được. Đúng. Đấy, chính xác là như thế. Là đôi khi phải rất là tự nhiên thì khi đấy với một bài toán rất khó, tức là đôi khi là nó không giải khi mà chúng ta ngồi ở trong cái việc là chúng ta ngồi xuống ra giấy bút, mà đôi khi là kiểu một cái khoảnh khắc nào đó đang đi ngủ chẳng hạn đấy, hoặc là đang đi trên đường mà thấy những cái sự kiện nó liên quan đến đấy, đôi khi nó lại nảy ra những cái ý tưởng để giải cái bài toán đấy. Đấy là một cái cảm giác mà thực sự là
tôi phải nói thật là nó rất là thích. Thì tạm gác những cái câu hỏi riêng về toán đi, thì anh Quân có thể chia sẻ sâu hơn về cái công việc hiện tại của anh đang làm tại Datanest được không? Hiện tại thì công ty tôi là một công ty về fintech, chuyên về chấm điểm tín dụng và cho chấm điểm tín dụng cho khách hàng, phục vụ cho các tổ chức tài chính để đánh giá tín dụng để làm đấy, cơ sở để họ phát hành hoặc là ban hành các sản phẩm cho các khách hàng đó. Thì nhiệm vụ của bọn tôi là đấy, thu thập những cái nguồn data, xử lý, xây dựng mô hình, dự đoán, đấy, phân tích về cả những thứ về business, cả những thứ về technical để có thể đưa ra được quyết định, là đưa ra được những cái recommend, những cái sản phẩm hay những cái giới thiệu những cái khách hàng tiềm năng tốt nhất cho các đối tác. Thì bọn tôi thì cũng sử dụng các những cái model hiện hành bây giờ và cũng nghiên cứu những cái model mới. Cái ngành này thì cứ phải update liên tục mà. Được cái là startup thì được có một cái văn hóa là thử và sai thôi. Cứ thấy cái gì tốt là chúng ta sẽ thử, nếu mà nó tốt thật thì chúng ta sẽ dùng. Đấy là cái thứ mà tôi cũng thích ở công ty tôi. Còn nếu mà cụ thể là mua đồ hay là với các khách hàng như thế nào thì cái này về bí mật công ty rồi, thì tôi cũng không thể chia sẻ thêm. Nên là bây giờ anh có thể lấy một cái ví dụ nào đó nó nằm ở ngoài công ty anh về một cái khách hàng cũng như một cái sản phẩm nó mang tính nó cụ thể hơn một chút để khán giả có thể hiểu hơn về công việc của anh. Ví dụ như bây giờ có một khách hàng đến khách hàng mới, họ đến vay tiền chẳng hạn, họ muốn mở thẻ tín dụng. Thì bây giờ thường là cái vấn đề của các công ty tổ chức tài chính ấy là họ với những khách hàng mới như vậy họ không có thông tin. Đấy, họ tra CIC thì cũng có khi là không hit, không có thông tin gì CIC của nhà nước, không có thông tin. Thì lúc đấy họ phải dựa vào những cái điểm tín dụng bên ngoài để ít nhất là họ có một cái benchmark, một cái để họ đối chiếu trước. Chúng tôi cũng có, đấy là một trong những sản phẩm mà công ty tôi cung cấp. Thì ở đây thì tôi có thể giải thích kỹ hơn với cả khán giả một chút đấy, đó là khi mà chấm điểm tín dụng thì đôi khi họ sẽ không dựa vào cái lịch sử giao dịch của ngân hàng mà họ dựa vào những cái lịch sử khác của cái người đấy, những cái hoạt động khác của người đấy ở những cái nơi khác thì cũng có thể đánh giá. Tại vì những cái khách hàng mới ấy thì nếu khách hàng mới thì bạn chưa có lịch sử tín dụng gì thì bạn sẽ phải làm thế nào? Nếu mà bạn không có kết hợp những nguồn data khác hoặc là không có những cái gọi là dữ liệu cần thiết thì bạn sẽ không thể làm gì được. Đấy là cái mà chúng tôi có thể cung cấp được. Là ví dụ như là không có cái dữ liệu tín dụng ở trong ngân hàng nhưng mà lại có dữ liệu tín dụng cột điện thì chúng ta sẽ phải kiểu cân nhắc về cái việc là có cho anh này vay hay không, đúng không? Đấy, rồi câu hỏi tiếp theo tôi muốn dành cho anh Quân là kỹ hơn về cái gọi là cái con đường sự nghiệp của cái ngành liên quan đến vấn đề về dữ liệu. Thì theo anh điều kiện nào sẽ tạo nên một cái chuyên viên phân tích dữ liệu giỏi? Sẽ có nhiều thứ mà mình cần nói ở đây. Thứ nhất là đầu tiên là luôn là phải là đam mê. Bạn phải thực sự đam mê với dữ liệu, những con số. Thứ hai là cái đầu óc bạn phải rất là logic. Bạn phải tìm được những cái logic, tìm được những cái tín hiệu hay là nói dữ liệu nói hơi thô một chút là nó cũng như một đống rác. Bạn phải đi gọi là dùng những cái logic của mình để bạn tìm ra được những thông tin hữu ích nhất ở trong cái đống rác đấy. Không phải là cứ lúc nào bạn cứ bảo là dữ liệu ở Việt Nam nó sai lệch, nó lởm lắm, tôi không làm đâu. Đấy là một cái mindset vô cùng tệ. Thì bạn phải với một người làm data analyst nó phải đến làm việc đến cùng. Rồi bạn phải hiểu cái dữ liệu đấy nó tệ đến đâu, câu chuyện đấy của dữ liệu đấy vì sao nó tệ như vậy, mình có thể cải thiện được nó không, vẫn có thể trích xuất hay là làm được cái gì về cái dữ liệu đấy không. Đấy, và thực sự nếu mà không thể làm được thì bạn mới nên kết luận là nó tệ. Chứ bạn chỉ cần nhìn bảo ôi cái dữ liệu này ở Việt Nam không chính xác đâu, cái dữ liệu này lởm lắm, không làm được đâu. Đấy không phải là tinh thần của một analyst. Một analyst nó phải đi đến cùng. Đầu óc logic đi đến cùng, phải có đam mê. Đấy là những cái thứ mà tôi có thể nói. Còn tất nhiên là về mặt skill set, như kiểu về mặt lập trình, về mặt code, về mặt toán hay là gì thì đấy là những cái thứ nền tảng rồi. Thì mỗi người sẽ có một nền tảng. Nhưng mà còn khi đã có nền tảng đấy thì tôi khuyên bạn là phải có những cái tính cách đấy thì sẽ là một data analyst tốt.
Thì ở đây thì có một cái tình huống như này, tức là ví dụ như là khi cá nhân tôi khi mới đi hướng nghiệp chẳng hạn là tôi gặp rất nhiều những bạn sinh viên IT cũng như là những bạn sinh viên về toán. Ngay sau khi mà ra trường ấy, các bạn ấy muốn gọi là đi theo cái ngành liên quan đến vấn đề về phân tích dữ liệu, cũng là làm về AI hoặc là machine learning chẳng hạn. Thì bây giờ giả sử có hai cậu sinh viên, một cậu sinh viên ngành IT và một cậu sinh viên ngành thống kê đến tiếp cận với anh để xin lời khuyên là trong một năm tới họ nên học cái gì để có thể làm được về cái ngành dữ liệu, thì anh sẽ khuyên như thế nào? Thực ra nếu mà ngành IT và kinh tế ấy, thì mỗi ngành cái khởi điểm về toán thống kê nếu mà về IT và toán thống kê thì câu chuyện nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Thì cái ngành phân tích dữ liệu này thì nền tảng là nó có cả tin, cần cả tin cả toán rồi. Nên là mỗi người sẽ phải cần học những cái skill set hay mindset bổ sung thôi. Ví dụ cậu về tin thì tôi sẽ phải khuyên là đấy, học những cái liên quan về toán nhưng mà liên quan đến phân tích dữ liệu đi. Đấy, những cái model chẳng hạn, là model làm thống kê. Còn cậu về thống kê thì tôi sẽ phải khuyên là đấy, phải tập thêm, hiểu thêm về những cái thứ về dữ liệu, về những thứ system, về database hay là gì. Và nói về ngành phân tích dữ liệu thì nó cũng rất là rộng. Đấy, cũng không phải là hẹp đâu. Và tùy theo, với cả tùy theo là cái cậu đấy nó phù hợp với những cái với mảng nào. Ví dụ có những người là rất hợp với cái bên gọi là data engineer hoặc là về dev chẳng hạn. Thì họ có thể switch sang một hướng khác, cái đấy thì tôi lại không dành hẳn nên là không khuyên được. Hoặc là nếu họ thích làm về modeling thì tôi sẽ phải khuyên họ học về toán thống kê, học về model, học về những thuật toán các thứ nhiều hơn. Hoặc là họ lại muốn switch sang cái hướng làm về report thôi, chứ không muốn làm về gọi là về xây dựng mô hình hẳn. Họ thích gọi là sử dụng mô hình đấy, vận hành mô hình đấy, đưa ra các báo cáo, đưa ra quyết định đấy. Thì đấy là cái ngành nó thiên về business intelligence. Thì họ sẽ phải học về making decision, học nhiều hơn về business đấy. Thì đó là những cái hướng mà chúng ta có thể gọi là cân nhắc. Thế còn nếu mà về cái mặt gọi là cái kiến thức về ngành thì sao? Tức là ví dụ như bây giờ anh đang làm trong fintech chẳng hạn đi, thì kiến thức về cái ngành gọi là về finance, về tài chính của anh là phải rất là vững đúng không? Chắc chắn là bạn phải biết, vững hay không thì tôi không nói, nhưng bạn phải biết và bạn phải hiểu. Vững thì nó nói thì nó nghe rất vô cùng. Mình có những người làm trong ngành tài chính bao nhiêu năm họ cũng không thể dự đoán chính xác, hay họ cũng không thể tự tin là họ gọi là có thể nhìn được hết được về những thứ về tài chính được. Nhưng ít nhất là bạn phải hiểu cái business này nó làm gì, hiểu cái finance nó hoạt động như thế nào. Thì tôi lúc mà về Việt Nam, tôi tốt nghiệp với môn toán thống kê, tôi cũng không có background gì về kinh tế đâu. Nhưng mà sau khi làm ngân hàng ở Vietcombank khoảng 2 năm thì tôi đã phải ngồi học cái chứng chỉ về rủi ro tài chính. Thì thực sự nó là cái thứ cần với mình. Và tôi cũng khuyên các bạn là đừng tiếc thời gian để học. Đấy, nó cũng là một trải nghiệm và cũng là một cách để mình trau dồi thêm kiến thức. Thì những cái kiến thức, những cái ngành khác nhau sẽ đến lúc thì bạn sẽ phải dùng nó với nhau. Lúc mà khi mà bạn hiểu được cả hai, gọi là cả hai cái ngành nó gọi là có vẻ chưa liên quan đến nhau lắm, thì mà bạn có thể kết hợp được, lúc đấy bạn mới thực sự gọi là master rồi. Thế còn nếu giả sử như với một người đang hoàn toàn từ ngành khác mà muốn nhảy sang bên ngành ngành dữ liệu, thì anh sẽ đưa cho họ cái lời khuyên như nào? Với một người mà hoàn toàn một cái ngành gọi là không liên quan nhiều mà muốn nhảy sang dữ liệu, thì đầu tiên tôi phải nói với họ là bạn có đam mê thực sự với ngành này không? Để tôi biết đây, cái ngành phân tích dữ liệu hay data scientist nó nghe đây là lúc này nó đang là một cái ngành rất là hot. Đúng rồi. Gọi là ai cũng muốn làm data scientist. Nhưng bạn phải nhìn xa ra là liệu 5 năm nữa nó có như vậy không? Thì có rất nhiều ngành nó cũng xảy ra những cái trường hợp này rồi. Như hồi tôi còn bé thì có những ngành như của quan hệ công chúng chẳng hạn, là một ngành rất mới, hay là ngân hàng, chứng khoán đúng không? Đấy là một những ngành rất là hot, nhưng mà sau khoảng 5 năm thì nó lại hết hot. Nó lại, nếu mà tôi chỉ khuyên là thứ nhất, nếu mà bạn là một người đến trái ngành hoặc ngành khác hẳn đến những ngành này, thì tôi phải hỏi bạn là bạn có đam mê thực sự hay không. Hay bạn chỉ nghĩ là mình có một cái danh xưng là data analyst, data scientist thì nó sẽ wide hơn, nó sẽ được lương cao hơn. Đấy là một động lực để đam mê, nhưng mà tôi phải hỏi là bạn có đam mê thật không. Và thứ hai là nếu mà bạn đam mê thực sự
thì bạn có dám hy sinh để thời gian hay là hy sinh những cái kiến thức trước đó của bạn để bạn theo đuổi cái ngành này, học nghiêm túc từ đầu, học cả về toán, học cả về tin, học cả về những học nghiêm túc cơ. Chứ tôi thấy rất nhiều nơi thì họ cũng đào tạo gọi là chuyên sâu, họ đào tạo tốt, nhưng mà cũng rất nhiều trung tâm tôi thấy họ đào tạo chỉ ngọn thôi. Họ chỉ cho cách sử dụng tool hay là kiểu gọi là cách sử dụng code đơn thuần, họ không dạy nhiều về tư duy, họ cũng không dạy nhiều về những cái kiến thức căn bản. Thì những cái điều đấy thì nó sẽ chưa cấu thành nên là một data analyst tốt như tôi nói. Là họ chỉ có thể làm việc ví dụ như là ở ngay ở trong cái công ty đấy đào tạo thì họ có thể làm việc được, nhưng mà khi mà họ nhảy ra khỏi cái môi trường đấy, họ sang bên khác là họ sẽ không thể nào mà có thể thích nghi được. Một phần là vậy, và một phần là nếu mà đào tạo kiểu đấy thì bạn chỉ biết đến cái ngọn thôi. Ví dụ bây giờ dạy bạn lập trình Python chẳng hạn, thì bạn có thể xử lý được Python đấy, nhưng mà vì sao họ sử dụng một ngôn ngữ khác, đúng rồi, hoặc là bạn phải xử lý một cái gì đấy nó khác đi, thì bạn lại cảm thấy nó không biết cách nào để có thể loay hoay làm, đấy bạn sẽ rất là loay hoay. Hoặc là thứ hai là tôi cũng chứng kiến là có những bạn đấy cũng theo đuổi ngành này nhưng mà bạn ấy không thực sự đam mê, và tôi không muốn nói là không có khả năng, nhưng mà thực sự không đủ đam mê, thì đến cái giữa chừng là bạn ấy cảm thấy rất là mệt mỏi, bạn ấy không thể học được những cái thứ gọi là toán hay là những cái thứ tin nó phức tạp quá. Và chưa kể nếu mà như kiểu chúng ta thì cũng bắt đầu là cũng phải đến cái tuổi bắt đầu phải ổn định sự nghiệp rồi. Bây giờ bạn nghĩ bạn khoảng 35 tuổi chẳng hạn, bạn switch sang cái ngành này, thì bạn phải có một cái nghị lực rất là lớn ngoài cái đam mê nữa, một cái nghị lực rất là lớn. Thì bạn đang start từ đầu, và bạn sẽ phải chấp nhận là bạn là junior trong ngành này. Và nếu cảm giác mà khi bạn 35 tuổi và bạn cũng chỉ được xếp ngang với những sinh viên mới ra trường, nó không dễ chịu gì đâu. Đấy, nhưng mà thì đấy, tôi mới khuyên là những người trái ngành, đầu tiên là phải có đam mê, và thứ hai là có nghị lực. Phải có nghị lực. Nếu mà bạn đã bắt đầu có tuổi hay là bạn mong cầu một sự ổn định rồi thì bạn phải dám bước ra, và bạn phải có nghị lực rất là lớn. Thứ ba là bạn phải kiên trì theo đuổi được cái con đường này. Nó không dành, tại vì bạn đã xuất phát muộn hơn người ta rồi, thì bạn phải rất là kiên trì, tích tiểu thành đại thôi. Còn tôi thì không dám. Ngành này nó còn khó nữa. Ngành này không phải là ngành dễ dàng. Ngành này rất khó. Ngành này không phải là dễ dàng. Có nhiều bạn thì tôi bảo là có nhiều bạn suy nghĩ là đấy, có cái danh xưng là DA hay DS, nó nghe rất là oai. Nhưng mà để được cái đấy thì nó không hề dễ dàng một chút nào. Đấy là quan trọng nhất, vẫn là đam mê và nghị lực. Cảm ơn anh Quân. Nếu như mà ngoài công việc chẳng hạn thì anh nghĩ là những cái kỹ năng mà anh có được khi mà làm cái chuyên viên phân tích dữ liệu ấy, nó có giúp ích gì cho những cái việc ở cuộc sống bên ngoài của anh hay không? Ở cuộc sống cá nhân. Anh nghĩ là giúp ích nhiều chứ. Ví dụ là những cái việc gì? À không, thì những cái việc nếu mà ngoài, ví dụ bạn sắp xếp thời gian cá nhân chẳng hạn. Nếu mà bạn đã có một cái đầu óc phân tích hay là tổ chức tốt, thì bạn thấy lúc nào kiểu những cái việc sắp xếp giờ giấc của bạn nó rất là hợp lý. Đấy là đầu óc logic. Hay là ngay cả những cái xử lý những cái những thứ ngoài công việc thôi, những thứ liên quan kể cả những mối quan hệ, những gia đình các thứ ấy. Như kiểu bạn biết phân tích chẳng hạn một chút, thì tôi có thể nói đùa là bạn có thể cũng đoán được ý của người đối diện tốt hơn. Xây dựng một cái mô hình đưa ra cũng cái không cần phải xây dựng mô hình đâu. Bạn chỉ cần nhìn nét mặt của người ta, nghe câu nói người ta là bạn hiểu ra là có những cái gì ở trong đấy, gọi là bạn hiểu sâu hơn một chút. Mà sẽ giúp cho bạn nhiều thứ đấy. Tôi nói thật là hiểu người đối diện hơn thì sẽ giúp cho bạn nhiều thứ. Đúng rồi, chính xác. Thì nếu như mà phải nãy giờ chúng ta nói chuyện rất nhiều về cái vấn đề về đam mê rồi, đúng không? Thì đối với cá nhân anh chẳng hạn thì anh giữ đam mê học toán theo cách như nào? Đam mê học toán thì cũng đơn giản thôi. Thì ví dụ cái đợt vừa rồi là có thi trường chuyên của lớp 10 chẳng hạn, thì thi thoảng mình vẫn lôi ra làm rồi xem nó có gì hay. Xong rồi những cái vấn đề mình đang làm ấy, bây giờ thì những thứ tôi đang làm nó vẫn có nhiều thứ liên quan đến toán. Tôi thi thoảng tôi vẫn phải ngồi đọc, ngồi đọc lại các gọi là các kiến thức về machine learning hay là deep learning chẳng hạn, nó vẫn là toán thôi. Và còn nhưng mà thực ra thì cũng không nên gọi là đam mê học toán, nhưng mà muốn giữ đam mê học toán nhiều khi phải gọi là vừa đọc cái này vừa đọc cái ngành khác tí thì bạn mới giữ được đam mê đấy, chứ bạn chỉ học mỗi một toán một mình toán thì bạn cũng chán đấy.
Như tôi chia sẻ lúc đầu là tôi khá thích những cái thứ liên quan đến ví dụ thiên văn học chẳng hạn. Và giải trí thì đấy, tôi chơi game hoặc là chơi như bài hoặc là poker chẳng hạn. Thì đây cũng là poker thì nó chính là xác suất, ok chứ còn gì nữa. Đấy, thì bạn cũng làm những cái thứ nó không phải là về thuần túy về toán ấy, thì bạn thì bạn thấy ngoài toán ra thì nó cũng nhiều thứ. Thì đam mê của toán nhưng mà đừng có làm cho một cái đam mê đấy trở nên nó nhàm chán. Tôi chỉ khuyên là vậy. Nếu mà có đam mê nhưng mà đừng biến đam mê của bạn trở nên nhàm chán. Thì chúng ta ngồi nói chuyện với nhau khá lâu rồi nên là chương trình thì cũng đang đi đến cái thời điểm kết thúc. Thì trước khi mà chúng ta chia tay anh Quân ở đây ấy, thì nếu như có một cái lời khuyên nào đó mà dành riêng cho những bạn trẻ đang không biết làm gì với môn toán thì anh sẽ đưa ra lời khuyên như nào? Nếu mà bạn chưa biết làm gì với môn toán ấy, thì nhất thì cách đơn giản nhất là bạn hãy gặp những người mà đang công tác ở những cái ngành liên quan đến toán, đang công tác ở kỹ thuật, thì họ sẽ cho bạn lời khuyên tốt nhất. Nếu bạn chưa gặp được những người như thế thì tôi khuyên bạn là cứ học tiếp toán đi, rồi sẽ thấy nó thú vị. Tất nhiên là cái khó nhất của mỗi bạn trẻ là tìm ra được cái con đường cho mình và kiên trì. Thì nói thực là nếu mà tôi đã biết tôi cần phải học gì làm gì từ thời đại học thì đã dễ rồi. Thì con người cũng cái lời khuyên đây cũng lời khuyên nữa cho các bạn chưa biết làm gì với toán là hãy trải nghiệm, vì còn nhiều thứ ngoài toán hơn. Bạn có một câu rất hay về nghề nghiệp mà tôi thích là này, thứ bạn thích chưa chắc đã là thứ bạn giỏi, và thứ bạn giỏi cũng chưa chắc là thứ sẽ có thể nuôi sống bạn. Đúng rồi, cái đấy là nó là một sự thật. Nghe nó khá phũ phàng nhưng nó lại khá đúng. Có nhiều bạn đang thích toán nhưng thực sự là khả năng thì họ sẽ không đủ theo toán về toán. Và tôi cũng không phải nói là tôi không theo được toán, nhưng tôi biết là có những cái trình độ hay là có những cái con người nó đã được trời phú vô những khả năng đặc biệt về toán rồi. Tôi gặp nhiều bạn hay là nhiều giáo sư đỉnh cao là... rồi thì họ trong đội tuyển trước kia rồi, đội tuyển là họ mình mất cả tiếng đồng hồ để giải một bài toán. Thì họ chỉ mất khoảng 50 phút. Và thực sự thì mình cũng rất là cố gắng rồi, và tôi cũng không và tôi nghĩ là đó tôi cũng không tệ, nhưng mà có những cấp bậc nó như vậy. Và bây giờ ngay cả những cái bạn trẻ có thể bạn thích toán nhưng thực sự là bạn cũng không đủ khả năng theo, thì bạn có thể chọn những hướng đi khác. Và thứ hai là kể cả bạn giỏi toán nhưng bạn cũng không biết làm gì với nó, và bạn cũng chưa chắc là sẽ dùng được nó để nuôi sống bản thân đấy. Để nuôi sống bản thân sau này, đam mê của bạn chưa chắc đã nuôi sống được bạn. Vì nếu bạn giỏi toán nhưng mà lại ở những cái lĩnh vực gọi là nó quá là khó, gọi là khó mà đạt được cái breakthrough gì đấy, như kiểu về số học chẳng hạn, anh biết rồi đúng không? Thì bạn cũng nên explore những cái option khác. Tất nhiên là vẫn giữ cái đam mê đấy. Đấy, vẫn có những người lên được đỉnh cao trong cái ngành đấy, nhưng mà chưa chắc là mình đã là lên được đến cái mức như vậy. Cũng nó một phần nhờ may mắn, một phần nhờ đam mê các thứ. Thì đôi khi là vậy, thì lời khuyên là hãy trải nghiệm. Thứ bạn thích chưa chắc đã là thứ bạn giỏi, và thứ bạn giỏi chưa chắc là thứ đã nuôi sống bạn. Hãy trải nghiệm và đừng có buồn nếu như mình không học toán. Hãy cứ giữ đây đó là một cái đam mê, một cái niềm vui cũng được. Thì thực ra thì đấy cũng là một cái điều ấy mà tôi rất là thấm khi mà nghe cái lời của anh Quân ấy. Ví dụ như là khi mà tôi trước đây tôi rất là thích toán, nhưng mà sau khi mà học xong, tức là xong cái vấn đề thi đại học xong thì vào đại học chẳng hạn, là tôi bị mất cái niềm đam mê đấy. Đấy, bởi vì là ví dụ như là lúc đấy mình cảm giác là mình không muốn theo cái ngành này nữa. Cảm giác là kiểu cái tố chất của mình nó cũng đến như thế đấy. Mình rất là khó có thể làm được cái gì trong cái ngành này, nên là tôi bỏ nó cũng rất là một thời gian khá là dài, cho đến khi tôi học lập trình. Đấy, là khi đấy thì chúng ta lại dùng một cái công cụ khác để giải quyết những cái, rất là lấp lại những cái lỗ hổng về cái mặt, đôi khi là lỗ hổng về cái mặt tư chất của chúng ta, thì lúc đấy chúng ta lại tìm ra được một cái con đường mới hơn mà mình lại kiểu lại thắp lại cái đam mê của mình. Đấy, và thực ra đấy nó là một trong những cái mà khiến cho tôi quyết định quay trở lại với ngành toán. Thì đấy nó là một trong những cái trải nghiệm rất là thú vị. Tôi nghĩ là các bạn trẻ cũng đôi khi là cũng nên như vậy. Đấy. Đừng có cố gò ép mình, đúng hãy cứ trải nghiệm.
bạn có thể học toán và bằng nhiều con đường khác nhau. Chính xác. Và nếu bạn đừng có buồn nếu bạn thực sự là bạn không thể theo được ngành toán hoặc là bạn cảm thấy bạn không đủ tố chất, hãy cứ giữ đó là đam mê và truyền lại cho những người khác. Bởi vì ngay cả cái quãng thời gian mà học toán ấy nó không hề lãng phí. Đấy, sau này nó sẽ giúp ích cho các bạn trong rất nhiều những cái lĩnh vực khác mà đôi khi là những bạn không biết được đâu. Đấy là chỉ có trải nghiệm thì chúng ta mới biết được thôi. Thì rất là cảm ơn anh Quân đã đến cái buổi trò chuyện ngày hôm nay. Đấy, thì rất là hy vọng là có một cái lúc nào đó chúng ta sẽ có ngồi còn chuyên sâu hơn nữa về những cái vấn đề liên quan đến cái hướng nghiệp cho các bạn trẻ về cái ngành khoa học dữ liệu cũng như là về ngành phân tích dữ liệu. Thì để kết thúc chương trình thì xin một lần nữa gửi lời cảm ơn đến anh Quân và gửi lời cảm ơn đến khán giả của chương trình Người Trong Môn Nghề. Xin cảm ơn và chào các bạn. Thôi.